giải mã tên gọi H-20 và 5 điều cần biết về máy bay ném bom chiến lược mới của Trung Quốc. Quý vị thính giả thân mến, cái tên H-20 hiện được sử dụng rộng rãi để nói đến máy bay ném bom mới của Trung Quốc. Vì sao lại như vậy? Tư lệnh Không quân Trung Quốc PLAAF Mã Hiểu Tiên trả lời câu hỏi của các phóng viên hồi tháng 9 năm ngoái như sau. Hiện chúng tôi đang phát triển thế hệ máy bay ném bom tấn công tầm xa mới, LRSP. Các vị sẽ thấy nó trong tương lai. Kể từ đó, theo tờ China News Daily, chương trình máy bay ném bom thế hệ mới của Trung Quốc đã thu hút đông đảo sự chú ý của thế giới. Một thời gian trước, vào ngày 13 tháng 7 năm 2015, trong bài viết có tựa đề Trung Quốc sắp phát triển máy bay ném bom chiến lược tầm xa mới, tác giả, một học giả Nhật Bản đã đề cập tới H-20. Cái tên này hiện được sử dụng rộng rãi để nói đến máy bay ném bom mới của Trung Quốc. Có một số người còn so sánh H-20 với máy bay ném bom chiến lược B-2 của Mỹ và gọi nó là B-2 đỏ. Theo China News Daily, từ J-20 đến I-20 và Z-20, sự xuất hiện liên tục của các mẫu máy bay có đuôi 20 đã cho thế giới thấy rõ bước đột phá của PLAAF trong lĩnh vực phát triển vũ khí và thiết bị quân sự, đánh dấu rằng ngành công nghiệp hàng không Trung Quốc đã bước sang tuổi 20. 20 là mã số được sử dụng cho các thiết bị hàng không thế hệ mới của Trung Quốc và đồng thời ngầm ám chỉ rằng khả năng hoạt động của những thiết bị này sẽ được hình thành trong khoảng năm 2020. Xét tới ý nghĩa bao hàm của con số 20, khá hợp lý khi suy đoán máy bay ném bom mới của Trung Quốc sẽ mang tên H-20. Tuy nhiên, cho tới nay, giới chức quân sự Trung Quốc vẫn chưa công bố tên chính thức của mẫu máy bay này. China News Daily cho hay, tính tới nay, Trung Quốc đã vượt qua nhiều khó khăn kỹ thuật trong lĩnh vực phát triển máy bay ném bom chiến lược, trong đó có động cơ, vật liệu chế tạo và công nghệ tàng hình. Nước này cũng đang tiến triển nhanh trong lĩnh vực phát triển vũ khí dẫn đường chính xác và đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình chế tạo máy bay vận tải quân sự I-20. Vì vậy, theo tờ này, máy bay ném bom tầm xa thế hệ mới của Trung Quốc nhiều khả năng sẽ có các đặc tính sau. Thứ nhất, khả năng tàng hình tốt. LRSP sẽ có thiết kế cánh bay giống như máy bay ném bom của Nga và Mỹ để đáp ứng các yêu cầu tàng hình. 2. Tầm hoạt động siêu xa. LRSP của Trung Quốc sẽ có tầm bay xuyên lục địa hơn 10.000 km và bán kính chiến đấu trên 5.000 km. Với khả năng tiếp dầu trên không, nó có thể thực hiện nhiệm vụ toàn cầu. Thứ ba, khả năng mang nhiều bom. Nhằm giảm bớt chi phí nghiên cứu và phát triển R&D và mở rộng khả năng tấn công, khả năng mang bom của LRSP Trung Quốc sẽ thấp hơn mẫu B-2A của Mỹ một chút nhưng cao hơn H-6K. Thứ tư, mang cả vũ khí hạt nhân và thông thường. Máy bay ném bom mới sẽ có cả khả năng tấn công bằng vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân để phá hủy các liên kết then chốt của đối phương. 5. Có khả năng tác chiến điện tử mạnh. Trung Quốc hy vọng LRSP sẽ có khả năng tác chiến điện tử gần ngang bằng với các máy bay chuyên dụng hiện nay. Nó sẽ có khả năng gây nhiễu và phá hủy các tên lửa của đối phương đang tiếp cận, cũng như các mục tiêu trên không, trên bộ, thông qua một loạt thiết bị trong đó có radar, hệ thống đối kháng điện tử, sóng vi ba năng lượng cao, laser và khí tài hồng ngoại. Bên cạnh đó, mẫu máy bay này còn có khả năng phối hợp tác chiến với các UAV, máy bay cảnh báo sớm và máy bay trinh sát chiến lược để chia sẻ thông tin và dữ liệu mục tiêu. PLAAF chuyển mình từ lực lượng lớn sang lực lượng mạnh. Theo China News Daily, máy bay ném bom chiến lược tầm xa là một phần không thể thiếu trong hệ thống tấn công chiến lược của một cường quốc. Hiện nay, Mỹ và Nga đều đã tự phát triển máy bay ném bom tầm xa, trong đó Mỹ có các mẫu B-52H, B-1B và B-2A, còn Nga có Tu-160 và Tu-95MS. Cả hai nước này hiện đang phát triển máy bay ném bom chiến lược thế hệ tiếp theo. Máy bay ném bom tầm xa cỡ lớn trước nay luôn là một điểm yếu của PLAAF, nên đây sẽ là bước ngoặt quan trọng để PLAAF chuyển mình từ số lượng sang chất lượng, từ lực lượng lớn sang lực lượng mạnh. China News Daily cho rằng máy bay ném bom mới sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng tấn công chiến lược và đưa PLAAF trở thành lực lượng không quân chiến lược đúng nghĩa. Kết thúc bài viết bằng dòng điệu hoành hoang quen thuộc, tờ báo Trung Quốc nhấn mạnh rằng vũ khí này sẽ có ý nghĩa thực tiễn rất lớn để chống lại sự hăm dọa từ các cường quốc khác, giải quyết những tranh chấp đang cản trở sự lớn mạnh của Trung Quốc, đồng thời gìn giữ hòa bình thế giới. Các bạn vừa theo dõi video giải mã tên gọi H-20 và 5 điều cần biết về máy bay ném bom chiến lược mới của Trung Quốc. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Linh kiện máy bay do Việt Nam sản xuất được Nhật Bản đánh giá cao.
Quý vị thính giả thân mến, khi xuất hiện dự đoán cho rằng Nga có thể bán thanh lý dây chuyền sản xuất máy bay Su-30MK2, có ý kiến nhận định Việt Nam nếu muốn mua cũng chưa sẵn sàng về nhân lực để tiếp nhận. Nhận định trên chưa hoàn toàn chính xác, mặc dù có thể khẳng định chắc chắn rằng nếu Nga có bán thì hầu như cũng không có khả năng Việt Nam sẽ mua lại dây chuyền sản xuất dòng tiêm kích đa năng hiện đại này. Lý do rất đơn giản là vì chúng ta không có nhu cầu trang bị số lượng Su-30MK2 lớn đến thế. Còn khi xét trên khía cạnh kỹ thuật, công nghệ, có lẽ rất nhiều người sẽ phải bất ngờ vì trình độ hiện tại của Việt Nam. Mitsubishi là một trong những tập đoàn công nghiệp nặng hàng đầu thế giới về sản xuất thiết bị máy móc tổng hợp với những sản phẩm và dịch vụ có độ uy tín cao. Đến nay, họ đã cung ứng khoảng 500 mặt hàng ra thị trường trên nhiều lĩnh vực đa dạng, từ hệ thống phát điện, điện hạt nhân, năng lượng tái tạo, cho đến máy bay, tên lửa vũ trụ, hàng hải, thiết bị quốc phòng. Trong bài báo đặt nền móng phát triển tại Việt Nam trong tương lai, đăng trên mục doanh nghiệp địa ốc của báo Tuổi Trẻ, tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản cho biết họ đang tập trung nguồn lực để triển khai đầu tư sang các quốc gia phát triển mạnh như Đông Nam Á và Việt Nam. Bài báo cho biết thêm, hiện Mitsubishi đang có hai cơ sở tại Việt Nam, đó là công ty MHIESV nằm ở ngoại ô thành phố Hồ Chí Minh, chuyên lắp ráp, vận hành thiết bị phát điện diesel, nguồn điện phân tán. Trạm phát điện quy mô nhỏ nằm lân cận các khu vực có nhu cầu và công ty MHIVA tại Hà Nội với ngành nghề chính, đó là chuyên lắp ráp linh kiện cho máy bay tư nhân. Công ty MHIVA đã tuyển dụng nhân viên đưa đi đào tạo tại tỉnh Nagoya trong thời gian khoảng 1 năm. Đến nay, nhiều kỹ sư công nhân đã trưởng thành với tay nghề thuần thục. Các linh kiện máy bay sản xuất ra có chất lượng ngang ngửa với nhà máy ở Nhật Bản, nhận được nhiều đánh giá tốt từ phía khách hàng. Ngoài lĩnh vực thương mại, Mitsubishi còn được biết đến với vai trò nhà cung cấp vũ khí, khí tài, trang thiết bị quân sự hàng đầu cho lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Có thể kể ra đây vài sản phẩm tiêu biểu như máy bay chiến đấu F-15J F-2, trực thăng săn ngầm SH-60J, tàu khu trục Aegis Congo, Atago, tên lửa đánh chặn Patriot, xe tăng chiến đấu chủ lực Type-10, Type-90. Việc sản xuất thành công linh kiện máy bay dân dụng với chất lượng cao cho thấy, nếu được phía bạn chuyển giao thêm công nghệ, chúng ta hoàn toàn đủ khả năng tiến tới chế tạo những thành phần phức tạp hơn của máy bay chiến đấu. Thời gian tới, tận dụng chính sách tập trung nguồn lực để đầu tư sang các quốc gia Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là một trọng điểm của tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi, chúng ta cần nhanh chóng tận dụng cơ hội để nắm bắt những thành tựu tiên tiến của bạn. Nếu thành công, Việt Nam sẽ thu về lợi ích vô cùng to lớn, trước mắt là để phục vụ cho nền kinh tế quốc dân, trong khi xa hơn nữa là đặt nền móng chuẩn bị cho một ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại ở tương lai. Hy vọng rằng đến khi đó, quân đội nhân dân Việt Nam sẽ có trong biên chế nhiều vũ khí, khí tài tối tân mang nhãn mác Made in Việt Nam. Các bạn vừa theo dõi video. Linh kiện máy bay do Việt Nam sản xuất được Nhật Bản đánh giá cao. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Việt Nam tận dụng tên lửa R-13M của MiG-21 để chế tạo hệ thống phòng không tầm ngắn. Quý vị thính giả thân mến, Viện Kỹ thuật Phòng không Không quân đang tiến hành dự án chế tạo tổ hợp tên lửa tầm gần sử dụng tên lửa hàng không R-13M. R-13M hay còn có tên gọi là K-13M là một biến thể của tên lửa không đối không tầm ngắn Vimpelka-13 do Liên Xô chế tạo. R-13M chính thức phục vụ trong biên chế không quân Liên Xô từ cuối thập niên 1960. Nó được nhận xét tương đương với AIM-9G Sidewinder của Mỹ. Phiên bản tên lửa R-13M có đầu từ dẫn hồng ngoại cải tiến với đầu đạn lắp ngòi nổ cận đích. Đây là vũ khí chủ lực của các tiêm kích MiG-21 cũng như là Su-22 của không quân Việt Nam trong một thời gian dài. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, SIPRI, trong giai đoạn 1979-1981, Việt Nam đã được Liên Xô chuyển giao một số lượng rất lớn tên lửa không đối không R-13M để trang bị cho các tiêm kích MiG-21MF. Hiện nay, những cánh én bạc MiG-21 không còn tung cánh trên bầu trời, trong khi các chiến đấu cơ thế hệ sau như Su-22, 27, 30 đều quay sang sử dụng tên lửa hồng ngoại R-60, 73 mạnh hơn nhiều lần. Do vậy, số đạn R-13M còn lại trong kho bỗng trở thành hàng dư thừa, cần được hoán cải sang một vai trò mới hữu ích hơn. Ngay trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, Viện Kỹ thuật Quân sự đã nghiên cứu cải tiến tên lửa không đối không R-13 thành loại đất đối không để chống lại máy bay cường kích AC-130E hoạt động trên tuyến đường Trường Sơn. Hiệu quả của chương trình trên mặc dù chưa được công bố, nhưng đây vẫn là một gợi ý tốt để áp dụng với số tên lửa R-13M còn lại. Và mới đây, bài viết Những sản phẩm từ trí tuệ người lính đăng trên báo Quân đội Nhân dân đã cho biết,
Viện kỹ thuật phòng không không quân, bên cạnh việc cải tiến bom thông thường thành bom thông minh, hay tiếp tục thử nghiệm các loại radar mạng pha 3D mới, còn đang tiến hành chế tạo tổ hợp tên lửa tầm gần sử dụng tên lửa hàng không R-13M. Nếu được áp dụng những công nghệ dẫn đường và kết nối dữ liệu tiên tiến, hàng trăm quả đạn tên lửa không đối không R-13M dư thừa hứa hẹn sẽ có một cuộc sống mới. Ngoài tác dụng tiết kiệm một lượng không nhỏ ngân sách quốc phòng, tên lửa R-13M hoán cải sẽ đóng góp tích cực cho lưới lửa phòng không bảo vệ bầu trời Việt Nam, hỗ trợ đắc lực cho những hệ thống tối tân như Spider-SR, PKR, 2TM, 2S-300, PMU-1 hiện đại. Đây là một hướng đi vô cùng đúng đắn, cần được khuyến khích cũng như là đầu tư thích đáng để sản phẩm nhanh chóng hoàn thiện rồi đi vào phục vụ. Các bạn vừa theo dõi video. Việt Nam tận dụng tên lửa R-13M của MiG-21 để chế tạo hệ thống phòng không tầm ngắn. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại. Theo mạng Top War, vào năm 2013, quân đội Nga đã hoàn toàn loại khỏi biên chế xe tăng T-62 lỗi thời, quyết định được thông qua bởi Cục Xe máy Tăng Thiết giáp của Bộ Quốc phòng Nga. Khi đó, việc loại biên xe tăng T-62 sẽ cho phép để bổ sung vào ngân sách nhà nước sau khi tháo dỡ các bộ phận của xe tăng sẽ được lưu trữ trong kho, sau đó sẽ được xuất khẩu ra nước ngoài. Một số nước đã bày tỏ sự quan tâm đến khả năng mua lại những phụ tùng này. Xe tăng hạng trung T-62 được phát triển vào cuối những năm 1950 trên cơ sở huyền thoại T-55. Chiếc xe vẫn được thiết kế theo kiểu truyền thống, trong đó khoang động cơ truyền động nằm ở phần phía sau, khoang chỉ huy ở phía trước, khoang chiến đấu ở giữa, vận hành xe tăng là kiếp lái 4 người, gồm có lái xe, chỉ huy, pháo thủ và nạp đạn. Các kỹ sư đã tăng cường khả năng bảo vệ cho T-62 bởi loại giáp chống đạn đặc biệt làm từ thép cán và đúc đồng nhất. Vũ khí gồm một pháo nòng trơn cỡ 115mm, súng máy đồng trục 7,62mm và đại liên 12,7mm. Xe tăng có thể đạt tốc độ lên đến 50km/h, dự trữ hành trình 500km trên đường cao tốc và 400km trên địa hình gồ ghề. Thời gian phát triển T-62 cũng phù hợp với các tiêu chuẩn cao nhất, có thể vượt qua tường cao 0,8m, hào rộng 2,85m và sâu đến 1,4m khi sử dụng ống thở lên đến 5m. T-62 được đưa vào sản xuất vào năm 1961 và được sản xuất cho đến giữa năm 1970. Trong thời gian này, nó đã có khoảng 20.000 xe tăng được xuất xưởng và phục vụ không chỉ trong quân đội Liên Xô mà còn trong quân đội của 27 quốc gia khác, bao gồm Algeria, Việt Nam, Ai Cập, Iran, Iraq, Israel, Somalia, Ethiopia, Mông Cổ và Tanzania. Từ năm 1985, những chiếc xe tăng T-62 được hiện đại hóa, được lắp ráp bảo vệ động năng. T-62 còn được lắp đặt hệ thống chống hủy diệt hàng loạt, có tác dụng bảo vệ tổ lái khỏi áp lực từ sóng xung kích của vụ nổ hạt nhân, bức xạ và bụi phóng xạ ion. Điều này đạt được bằng cách bịt kín thân xe và tháp pháo bởi những miếng nút đặt, cũng như nắp tự đóng và cửa hút khí. Trong suốt lịch sử của mình, T-62 trong lực lượng lục quân Liên Xô và Nga đã tham gia 7 cuộc xung đột vũ trang. Đặc biệt vào năm 1968 trong chiến dịch Danube, T-62 đã được đưa vào lãnh thổ Tiệp Khắc. Năm 1969, T-62 lại tham gia vào xung đột biên giới Trung Xô trên đảo Daman và trong những năm 1979-1989 đã được sử dụng rộng rãi bởi quân đội Liên Xô trong cuộc chiến ở Afghanistan. Nga sau đó sử dụng xe tăng T-62 trong các chiến dịch Chechnya đầu tiên và thứ hai, những năm 1994 đến năm 2000, cuộc xung đột ở Dagestan vào năm 1999 và cuối cùng là vào năm 2008 trong cuộc chiến tranh ở Nam Ossetia. Những cuộc xung đột quân sự lớn, trong đó T-62 đã tham gia trong thành phần quân đội nước ngoài, đó là cuộc chiến ngày tận thế năm 1973 trong thành phần của lữ đoàn tăng số 25 của Ai Cập, cuộc chiến tranh Lebanon năm 1982 trong thành phần của quân đội Syria và chiến tranh vùng vịnh năm 1991 của quân đội Iraq. Quyết định về việc rút khỏi trang bị các xe tăng T-62 của Nga đã được chuẩn bị trong nhiều năm và thực tế không phải là một bất ngờ. Loại biên T-62 được thực hiện theo sắc lệnh của ông Anatoly Serdyukov vào năm 2011 khi còn đang là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trong đó yêu cầu các lực lượng vũ trang loại biên các loại vũ khí không cần thiết và chuyển sang xe tăng chủ lực cùng một cỡ nòng lớn hơn. Trong biên chế quân đội Nga hiện chỉ còn các xe tăng T-72 hiện đại hóa, trong biên chế hiện có 9.600 chiếc.
T-80 là 4.400 chiếc và T-90 là 800 chiếc. Những xe tăng lỗi thời T-55, T-62 và T-64 phải đem tái chế và phế liệu. Chương trình tái trang bị vũ khí Nga đặt ra mục tiêu tăng tỷ lệ vũ khí hiện đại lên 75% vào năm 2020. Trong năm 2014, Bộ Quốc phòng Nga đã mua một lô thí điểm 16 xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata. Năm 2015 sẽ bắt đầu chuyển giao Armata cho quân đội. Vì vậy, trong vài năm tới sẽ lại có những mẫu xe tăng tiếp tục bị loại biên, bởi dự định sẽ thay thế tất cả các xe tăng bằng Armata. Hiện nay thế giới đang hướng đến các cuộc chiến tranh phi tiếp xúc, các cuộc không kích lớn, pháo kích và tên lửa tầm xa cũng có thể đảm đương nhiệm vụ của hàng ngàn xe tăng. Các bạn vừa theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.